Ốc này bao tiền đây? Một cân đấy chị. 18 ạ. Đây là toàn ốc vắt không? Cua này bao nhiêu chị? 12.000 một lạng thôi. 12.000 một lạng à? Cua đồng. Cho em 2 lạng đi. Bố mẹ bảo có bán hết cho bà con. Con lạng lạng thì gái nó vui nốt đi được. Không thôi, 2 lạng nhiều rồi. Vâng thôi. Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Như mọi khi thì hiện nay tôi đang ở chợ La Phù, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Và nơi đây được mệnh danh là một làng nghề nổi tiếng, khắp gần xa đều biết. Bây giờ xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn hãy theo chân tôi vào phiên chợ. Ốc này bao tiền đây? Một cân đấy chị. 18 ạ. Đây là toàn ốc vắt không? Cua này bao nhiêu chị? 12.000 một lạng thôi. 12.000 một lạng à? Ừ, cua đồng. Cho em 2 lạng đi. Bố mẹ bảo có bán hết cho bà con. Con lạng lạng thì gái nó vui nốt đi được. Không thôi, 2 lạng nhiều rồi. Vâng thôi. Không, cho 2 lạng thôi. Vâng. Quay vào đây. Quay vô nó. Quay vào đây. Nuôi sang đây, em gửi tiền này. Vâng. Đâu có bí rồi đâu, phải lấy cái giống nó.
Cua. Cua thì rau ngót nhỉ? Cua rau ngót mông tơi. Vâng, thế để teo nữa. Để teo nữa rồi ra. Biết đâu là nó lại có về. Cửa lên lên thì nó cho vào máy vào. Không anh tính. Nào, vào đây cho em giúp em tí nào. Vậy là bà con vào. Lên lên vào cho nó. Cho mày này. Cho vào máy. Nào, ủng hộ cho em tí nào. Cái này là cái gì đây? Đây là chả cá, chả đậu. Vâng, thôi để tẹo nữa em quay ra. Vâng. Ừ, nhiều quá. Vâng, để tẹo em quay ra. Gà thui à? Vâng. Xà xà ớt nấu xà cầy ngon lắm. Vâng, thôi được. Biết thế đã. Vâng, vâng. Bao tiền một bó này bà? 9.000 cơ ạ. 9.000 ạ? Ừ. Vâng. Thế để cho cháu một bó này. Này trong nướng không? Vâng, thôi ạ. Nó có cua thì đúng vâng, cua thì mỗi mùng tơi. Cua 8.000 bán 9.000. Thôi bà cầm cháu bà. Vâng. Đấy, cho ớt cũng được. Vâng. Vâng, để cho xin nhá. Vâng. Có cua rồi. Vâng, thôi. Em ơi, vào đây có hỏi chuyện gì đi. Chưa đang này quá em trai ơi. Cái trứng rán này. Cho cháu cho cháu một cái để cho caramel tẹo ăn. À. Vâng. Quay đi đấy. Quay phỏng vấn cho bố mẹ. À. Bao tiền là cháu gửi ạ? 6.000 đến 5.000 nhá. Vâng. Cô gái nhá, cô gái có ăn bánh giò không? Các lấy gì ạ? Con gái nào? 10.000 lấy 8 nào. Hai cháu gửi. Bánh giò con 10.000 lấy 8.000 nốt nào. Vâng, thôi ạ. Thôi ạ. Vâng, vâng. Nào, đem vào đây để quay lên. Tốt nào. Vâng, đâu có cái gì tốt ạ? Rất nhiều gì tốt lên nhá. Cái gì tốt? Cái gì tốt lắm. Vâng. Rồi là sản phẩm men sống phòng và trị đường ruột rất hiệu quả em. Vâng. Rồi là tinh dầu xả chanh này, diệt khu người vừa mũi tung trùng này, phòng chứng dịch bệnh sốt xuất huyết này. Vâng. Tinh dầu răng miệng, sông răng, nhiệt miệng, chảy máu chân răng này, viêm họng này. Vâng. Ngoài ra nhiều công dụng lắm. Vâng, thôi để lúc nào để em ủng hộ sau. Em ở xa đây ạ. Vâng ạ. Quay đi, quay.
Vâng. Hôm nay không có quán cửa hàng ăn nào mở. Vâng. Con lớp đó ít thịt này bán không? Vâng, thôi ạ. Mua cho con gà, hai cái gà ngon đây, mua cho con gà. Ăn cái kẻ bắp cậu ạ. Vâng, vâng, vâng. Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện nay video của tôi xin tạm dừng ở đây. Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hãy theo dõi và đăng ký kênh của tôi. Xin cảm ơn.